Rồi, chào các bác nha. Nay lên lại chiếc V80 này theo yêu cầu của bác nha. Do hôm bữa là đang quay nên là có cuộc điện thoại mà máy tính em hư nên là không nối được video nên là cũng ngừng luôn. Em quay chi tiết lại cho bác xem rồi test lại cho các bác luôn. Thì thông số lốp của em nó đang đi lốp trước của nó đang đi lốp bao nhiêu đây ta? 9524. Mâm 24 nhá. Lốp đổ thế thì vẫn gai vẫn còn cực cao này. 9524. Dây điện này hút. Để mưa gió mấy hôm mà nó reset đây rồi này. Làm vậy thì cũng còn được ok hết nha. Siora V80 này. V80 nha. Cả hai quả lốp đều còn đẹp nha. Nó thì lốp nó hơi lứt thôi, nhưng mà lốp trước thì chả xi nhê gì. Siora V80, động cơ 8 máy nhá. Turbo. Turbo đây nha. Cabin máy lạnh đầy đủ luôn. Đây có đường dầu chờ sẵn này. Hết dầu. Bình dầu ở đây, hai bình hai bên nha. Đủ bình này, một bình này chắc phải 30 lít nhỉ, hai bình này chắc phải gần 60 lít. Đều còn đẹp nha. Hả? Ba sắt. Ba can nữa hả? 64 lít. Kinh. Lúc sau em nói này. Mình cặp này hôm mình thay lốp mới luôn nha. Lốp về 6930 này. 6930, lốp mới luôn nhá, cặp lốp mới luôn. Rồi hôm trước là nó xài mâm lốp kiểu mâm lốp bản hẹp ấy mà nó cao ấy thì nó xấu. Nên là thay cặp lốp bản rộng cho nhìn nó cứng lên xe. Hợp đều ok hết luôn nha. Con này xe bãi nhá, giá thì trên 200 á. Các bác có nhu cầu thì cứ alo, số điện thoại em sẽ để cho tiêu đề trên. Bơm nước rửa kính này vẫn còn rửa trước rửa sau này. Mấy con bơm này còn chạy không ta? Chắc cổ. Đây là cặp lốp này, cặp lốp này. V80 turbo này, xài động cơ turbo này, Silverado V80 này. Đợi một xíu mình tháo cái vỏ xuống nhá. Rồi, đây. Động cơ xài động cơ Birkin nhá. Động cơ này, xài Birkin này. V80 V70. Này, cặp lốc lạnh đây, là lốc lạnh này. Nguyên nhân bản của nó luôn. Cabin máy lạnh đầy đủ hết nha. Ghế nhún luôn này. Đây con comment chưa câu nhá. Đây có đồng hồ của cái gì, đồng hồ của PD luôn này. Chưa câu là chưa câu phải lạnh cho mát. Cái này. Máy
này đồ có còn đầy đủ nha, đài đóm đây còn nguyên này, đài này các bác về câu lại ấy thôi. Em chạy luôn nha, chạy quay luôn hả? Anh quay đi, à anh chạy đi. Mày mạnh lắm, về nhún sướng thật. Cái ghế này làm mình về tí nữa ho, nó cứng lên tí nữa. Nhờ... ghế này hôm thằng kia đang bán một cặp, em đang tính mua. Nghe từ bồ đi. Nghe từ bồ đi xuống nắp đây để mình đây cái lắp máy này nha. Cái này do bên kia nắng quá nên mình đưa sang bên này mình quay cho nó mát nha. Bên xưởng nắng quá, đưa sang góc này quay cho nó mát. Vướng xe rồi, không test được rồi, chạy lùi luôn rồi. Em lắm. Rồi, thôi mình test sơ vậy thôi nhé, chào các bác nha. Các bác nào có nhu cầu thì cứ tới Đắc Hà Con Tum xem xe nha.